bubble into pig. When you step into audit, every day do casting vouching and also cross-referencing. You must know how to debit credit, if not you can't tie your balance sheet. The whole day press your calculator, now can come faster than the cashier. I wanna see after plug it, she still must do time sheet. No work for me. Why can't everything be icy? Suggest we go home, watch TV. Office so messy, can't find my tasty. I wanna see. When people are going through thick, no time to work out and keep fit. When parents ask us go home to eat, we can't eat in the colic. On some days when we are lucky, we can go home early 6:30. Do you know what's all jitters mean? All you do is think of resigning. Thật ra bọn mình chỉ đùa thôi, ước mơ của mình vẫn là trở thành kiểm toán viên chuyên nghiệp. Mình là Nguyễn Thái Phúc. Mình là Đinh Phạm Quỳnh Mai. Mình là Đỗ Thanh Tùng. Tên của đội mình là Temporan, với tinh thần của trò chơi là không ngừng vượt qua thử thách, vươn tới thành công. Chính vì thế slogan của bọn mình khi đến với cuộc thi là Live through obstacles, find the miracle. Và rất mong được mọi người cổ vũ.